Em Trần Hiệp ha, chào tất cả cô chú anh chị trên kênh LTK. Thì hôm nay em có giao lưu với cô chú anh chị mình là số cây kiểng và cây ăn trái ha, như là nho thân gỗ với lại là chai ghi ha. Đây, bắt đầu mình để giao lưu đầu tiên là cây nho thân gỗ. Coi nha, nho thân gỗ này là nho 12 vụ nha cô chú anh chị ha. Trái nó rất là nhiều và nó rất dễ trái ha. Đây, mỗi một lần từ bông này tới khi mà nó chín tầm khoảng 20 ngày là bắt đầu nó đã chín nha. Đây, nó rất là mau nha cô chú anh chị ha. Đây, trái nho 12 vụ này trái nó lớn hơn mấy nho khác ha. Trái rất là lớn, rất là to. À, đây là bông. Cái này á, là tại vì cái này nó mới vừa thần chậu bắt đầu đang chuẩn bị cho trái ha cô chú anh chị. Cái này lô này em còn cũng khá nhiều ha. Là nó đang chuẩn bị, cây nào cũng đang cho trái hết. Như cây này nó đặc biệt, con cái là trái nó gần chín. Em sẽ quay giới thiệu trước cô chú anh chị mình ha. Rồi đây là cây số 1 nha. Cây số 1, cây này chiều cao của nó là 1m6, ngang là 95, gốc cây này là 15, cây này em giao lưu là giá là 2,6 triệu nha. Tại vì để đây là nó phức nắng nha cô chú anh chị. Này nó nắng được con bên, nó trái bên. Về mà để ngoài nắng ha là trái nó đều luôn. Trái rất là nhiều luôn nha. Nho thân gỗ ha cô chú anh chị. Nho thân gỗ cái này là 12 vụ nha. Rồi để tiện giao lưu á, em sẽ đọc số điện thoại của mình để cô chú chị mình tiện Zalo ha. Số điện thoại em là 0907214139 nha. Đó cũng là số Zalo luôn ha. Đây, cây là nho thân gỗ 12 vụ đầu tiên, cây số 1 2,6 triệu. Bao ship luôn ha. Cái này là mình bỏ bầu nha cô chú chị ha. Rồi số cây ha. Khiên cái này qua đây đi đặng đem cái TV ra. Đây, còn cái này là cây tứ quý này nghe cô chú chị, nó khác nhau nha. Cái này là cũng là cái nho thân gỗ nhưng mà tứ quý nó cũng trái là xuyên suốt ngay, nhưng mà cái trái của nó không có lớn bằng cái 12 vụ nha, nhưng mà nó cũng rất là sai trái và dễ trái ha. Từ dưới gốc là trái dài lên luôn á. Đây, nó vừa hết thu qua hết một đợt trái. Đây, đợt này trái ha, cái này chính, này là đang ra bông nữa nha. Đó, nó rất là nhiều ha. Rồi, cái số 2, cây này chiều cao của nó là 1m3, ngang 90, gốc cây này là 11 nha. Cây này có giá là 900.000, bao gồm phí ship. Cây này là cây tứ quý nha, cũng là nho thân gỗ luôn mà dạng tứ quý. Rồi, mã số 2 900.000 ha, bao gồm phí ship. Cái này mình cũng bó bầu luôn nha. Rồi, cái này đem như gốc đó đi. Rồi, cái số 3 ha. Số 3 là cây chai ghi. Cây này là có vừa đang chín và vừa trái xanh cũng có luôn nha. Đây, trái này là trái xanh luôn nha. Trái đây. Nó cũng nhiều vụ trên năm, trong năm đó nha cô chú anh chị. Đây. Đó, trên đọt là trái chín nha. Đó, những đọt đó là trái chín ha. Trái nó đen, chín đen rồi ha. Cái này đã thuần chậu rồi nha cô chú anh chị. Vừa rồi em có cây kia nó hơi cao, cho nên là gửi cái dịch vụ đó là nó không có đi được, tại nó nhận 3 mét đầu lại thôi. Trên 3 mét là mình không ship đi đường xa được ha. Tại vì này nếu mà ai có đường gần thì em sẽ giao xe. Còn cây này nếu mà tầm rút chậu ra mà nó tầm 3 mét thì mình gỡ được nha. Đây, trái của nó ha cô chú chị ha. Đây, cái cherry nha. Đây, cái này trái rất là sai trái nha. Tại vì này cũng thu hoạch nó cũng nhiều đợt lắm rồi. Rồi, cây này chiều cao của nó là 2 mét ha. Ngang của nó là 1m5, gốc này là 16, cái này giá là 3 triệu nha. Rồi, cây chai ghi số 3. 3 triệu ha, bao gồm phí ship luôn ha. Cây này đang xum xê nha, rồi xuống cây luôn nha. Rồi, cây số 4 là cây trăm mẫu nha cô chú anh chị ha. Thật ra là cây này á, là nào giờ cái em mua cây này giá nó cũng hơi cao, cho nên là mấy lớp gò bán được. Bên em bán để thu hồi vốn nè. Cái giá này là thu hồi vốn. Thật ra ở đâu giá rẻ như nào không biết, nhưng mà tại do cây này em mua giá nó hơi cao, rồi cho nên là em bán giá này là giá để thu hồi vốn. Cây số 4, cây này chiều cao của nó là 1m, ngang 1m luôn, hai gốc 40. Cây này em vô luôn giá là 1 triệu nha cô chú anh chị. Tại gốc nó rất là già ha. Cây gốc già, hai thân nhưng mà gốc rất là già mà nó nặng nữa. Này ship đi nó cũng rất là phí, cũng rất là cao nha. Cây số 4, cây trăm mỗi nha, hay là cây ngũ sắc ha. Rồi, 1 triệu là bao gồm phí ship, em để nguyên chậu gì luôn nha cô chú chị ha. Rồi, xuống cây ha. Rồi, cây số 5 nha. Cây số 5 là cây gụ van nha. Cây số 5 là cây gụ van. Cây gụ van với cây Betgo nó khác nhau nha cô chú anh chị. Để lát nữa mình sẽ cho cô chú anh chị mình xem. Đây, cái này là gụ van, tức là cái lá nó hơi nhọn hơn ha.
nhưng mà cái bông của nó cũng hơi không có đậm bằng cái Betgo nha. Nhưng mà cái nào cũng là dạng siêu bông hết, rất là đẹp. Cái này chiều cao của nó là 80, ngang 75, gốc này là 24, cái này giá là 850.000. 850.000 nha cô chú anh chị, đang ra bông ha. Những cái đọt này là còn búp nụ rất là nhiều nha. Đó, những cái này là nụ không nè, đây. Nụ non không nha. Ha, nụ này là non không ha. Rất là nhiều. Rồi, mã số 5 là cây gũ van đỏ. 850.000, xuống cây luôn ha. Đây, cây số 6, cây này là cây Betgo ha, cây Betgo lá nó hơi bầu hơn nha. Lá hơi bầu hơn và lá hơi lớn hơn, lớn trời, bông nó hơi đậm hơn luôn. Đó, màu bông nó hơi đậm hơn nha cô chú anh chị ha. Và bông nó cũng hơi lớn hơn nữa nha. Rồi, cây số 6 là cây Betgo, cây này chiều cao của nó là 70, ngang 65, gốc 24, cái này giá 1.1.000 nha cô chú anh chị, gốc rất là đẹp nha. Gốc đặc ha, gốc lớn và cái gốc ha. Cái này tàn nó rất là lớn nha, tại vì em mới cắt tàn là hết nè. Đoạn nào cũng cắt hết rồi ha. Để cắt để cho đúng ra là cái này nó đang ra nụ rất là nhiều, nhưng mà em mới cắt thâu tàn nó vô hết ha. Cái này là những cái dấu cắt thôi chứ cái này đúng là tán ngang của nó là trên mét rồi đó. Rồi em mới cắt tàn lên vô cô chú anh chị ha. Rồi cái số 6 giá 1.1.000 ha. Rồi xuống cây ha. Đây, đây màu bông của nó đây. Màu bông của Betgo đây đậm hơn nha cô chú anh chị. Màu bông tươi hơn, đậm hơn, bông rất là đẹp ha. Đây cây kia nó là cái tược nó ra dài hơn cái này nữa em mới thâu vô nha. Rồi cây này chiều cao là 80, ngang 80 luôn, gốc này là 28 nha. Cây này giá là 1.2.000. À, cây van đỏ nha. Ơi cây này là cây Betgo. Gốc cũng đẹp nha cô chú anh chị. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cái này là cây dưa hấu nha cô chú anh chị. Đây, dưa hấu khi mà nó nở gộ lên màu bông rất là đẹp nha. Cánh hoa nó hơi tròn ha cô chú anh chị. Dưa hấu thì cánh hoa nó hơi bầu tròn. Nhưng mà cái này nếu mà mình cắt cục lại cái nữa là ra không còn thấy lá, toàn là bông không ha. À, rồi cái này chiều cao là 70 ha. Ngang 85, gốc 27, cây này giá 850.000. Cây dưa hấu nha, 850.000 ha. Rồi xuống cây ha. Rồi bướm tím nha. Cây bướm tím số 9. Cây bướm tím số 9 nha. Cây này là em sẽ giao nguyên chậu cho cô chú chị mình để chơi luôn nha. Nhưng mà cái vấn đề có thể bể hay là gì đó thì nói chung là em sẽ hạn chế tối đa. Nhưng mà vấn đề đó em không dám bảo đảm. Nhưng mà thật ra cái này cũng rất là khó bể. Tại vì cái mũ nó rất là dày nha. Cái này cũng khó bể lắm. Tại vì mình nói hờ hờ thôi. Rồi cái số 9 ha. Cái này là chiều cao của nó là 95. Ngang là 70. Gốc này là 21 nha. 21 là trên cổ trên này ha. Còn cái cụm đế này lớn. Cây này em giao lưu giá là 1.6.000 nha. 1.6.000 cho cây bướm tím nha. Số 9. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cái số 10 cũng là cây bướm tím luôn ha. Cây này tuy gốc nó hơi nhỏ nha, nhưng mà nó lắc lượng trên này rất là khéo nha cô chú anh chị. Nhìn nó cũng rất là ngộ ha. Cái này về mình thay phân cái nữa là cây này rất là tốt nha. Rất là đẹp. Cây này thì nó đang ra bông, trên mình chưa có nở hết nè đây. Trên đây là còn bông non không nè ha. Rồi cái số 10, cây này là cao của nó là 90, ngang là 75, gốc cây này là 15 nha. Cây này giá 750.000. 750.000 ha cho cây bướm tím số 10. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 11 ha. Cây số 11 cây này giá 850.000. Cây này chiều cao của nó là 95, ngang 75, gốc cây này là 18. Cây này cái bộ đế nó rất là già nha cô chú anh chị. Đây. Nó rất là già, đế này già lắm rồi ha. Rồi cây số 11 850.000 ha. Cây bướm tím số 11 ha, 850.000 nha cô chú anh chị. Cái này là nó vừa bông vừa nụ nha, rất là nhiều. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 12, cây số 12 là cây tím. Không, cây tím lửa. Cây số 12 là cây tím lửa nha. Một màu. Cây này là đế gốc đế rất là già nhưng mà nó hơi nhỏ ha.
Cây này chiều cao là 1m3, ngang 80 nha. Gốc cây này là 17, cây này giá là 1.150.000 nha cô chú anh chị. 1.150.000 ha. Tại vì mình quay này buổi chiều nha cô chú anh chị, cho nên là cây nó hơi bị héo ha, nó bị nắng nha. Rồi, cây số 12 1.150.000 ha, xuống cây luôn ha. Rồi, cây số 13 ha, cũng đồng giá luôn nha, cũng là 1.150.000 luôn. Cây này chiều cao của nó là 1m2, ngang 90. Gốc cây này là 19 nha. Cái này cũng là 1.150.000 luôn nha. Màu bông nó cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị, mà tại vì do cái này là mình quay dắt buổi chiều cho nên là cây nó bị hơi ảnh hưởng bị nắng, nó hơi héo nha. Nhưng mà cái bông này để mình hình dung ra được cái cây, cái màu sắc của bông như vậy ha. Và khi nó chỗ bông ra là nó như vậy ha. Còn khi tại thật ra khi mà mình vận chuyển đi xa thì nó sẽ bị rụng nha. Nó rụng rồi nó về nhà mình chăm sóc nó sẽ phát triển và ra qua cho lại ha. Rồi xuống cây ha. Rồi cây 14 ha. Cây 14 cũng cây tím lửa luôn nha. Cây này chiều cao của nó là 1m15, ngang 90, gốc cây này là 16, cây này cũng đồng giá là 1.150.000 luôn. Rồi cây tím lửa số 14 ha, 1.150.000. Rồi cây hồng gân nha, hồng gân số 15. Cây hồng gân số 15 ha, cây này chiều cao của nó là 1m4, ngang 95, gốc cây này là 28. Cây này gốc lớn nha cô chú chị, cây này giá 950.000. Đây, màu bông hồng gân ha. Rồi cây số 15 là cây hồng gân ha, 950.000 là bao gồm ship mấy này để nguyên chậu luôn nha cô chú chị ha. Rồi. Rồi cây 16 nha, cũng là cây hồng gân luôn nha. Cây này chiều cao của nó là 1m1, ngang 80, gốc cây này là 23, cây này giá 800.000. Cây này nó mới có chuẩn bị ra bông thôi nha cô chú chị. Đây. Những cái đoạn này mới chuẩn bị ra bông thôi chứ nó chưa có bông, chưa có gộ cho nên là nhìn nó không có đẹp lắm nha. Rồi mã số 16 800.000 ha, bao gồm phí ship luôn ha. Rồi xuống cây ha. Rồi cây số 17 cũng là cây hồng gân. Đây khi mà nó bông nó nở gộ ha, đang đỉnh của bông nó là đây đây màu nó gì nha cô chú anh chị. Nó có hơi trắng đỏ và nó gân gân sọc nó rất là đẹp nha. Rồi cây số 17, cây này chiều cao của nó là 1m3, ngang 90, gốc này là 21 nha. Cây này giá 700.000. 700.000 ha, cây hồng gân nha cô chú anh chị, cây số 17 ha. Rồi cây 18 là cây điệp hồng nha. Cây điệp hồng nhưng mà này nó có nhầm vô một cái nhánh hồng sắc pháo của Thái nha. Đúng ra là nó có một màu điệp hồng vậy thôi, còn nó lộn nhánh kia vô là cái hồng sắc pháo của Thái. Rồi cây này chiều cao từ mặt chậu lên là 1m5 nha, ngang 80, gốc cành là 19, cái này em giao lưu giá là 1.100.000 ha. Một cốt nha cô chú. Một cốt nghe cho chị ha, một cốt thẳng từ đây lên tới đây ha, thì nó tầm khoảng gần 1m nha, từ mặt chậu lên đây là còn khoảng gần 1m ha. Rồi cây này là 1.100.000 bao gồm với ship ha, cây đẹp hồng. Rồi xuống cây ha. Rồi cây 19 nha, cũng là cây đẹp hồng luôn ha. Cây này chiều cao của nó cũng 1m5 luôn nha, ngang là 75, gốc cây này là 17, cây này cũng giá là 1.100.000 luôn. Đây cây này là cũng là từ mặt chậu lên tới trên cái đỉnh vừa chóp trên này nó cũng phải tầm mét hơn mét nha. Ha, cây này em cũng giao lưu giá 1.100.000 luôn. Cây này đế có gốc có ha, một cốt nha cô chú anh chị. Cây này điệp hồng. Cái này tại vì mình cắt tàn hoài ha, cho nên nó không ấy. Đợt này mình cứ thả luôn, là cây tàn nó ra rất là dài nha cô chú anh chị. Rồi cây số 19 ha, 1.100.000 xuống cây luôn ha. Rồi cây số 20, cây số 20 này tàn hơi tròn hơn, đủ tàn hơn nha cô chú anh chị. Cây số 20, cây này chiều cao của nó là 1m5 luôn, ngang 80, gốc 17, cây này giá là 1.100.000 luôn ha. Thật ra là cái đi bông giấy này á, khi gỡ dịch vụ nha cô chú anh chị, nó không tính trọng lượng thật mà nó tính là độ cồng kềnh, nó đo chiều cao tán ngang tán rộng thôi, chứ nó không tính theo cái trọng lượng thật, cho nên là giá của nó rất là cao nha cô chú anh chị, chứ không phải là như mình gửi hàng
thì nó giá nó rẻ, còn rễ cây kiển cho nên là nó đo theo chiều cao tán rộng ha, cho nên là giá phí nó cũng cao. Rồi cây số 20 giá 1,1 triệu ha. Rồi xuống cây luôn ha. Rồi cây số 21 ha. Cây 21 cái này cũng là 1,1 triệu luôn. Cây này chiều cao 1m4, ngang là 80 gốc, cây này là 19, cây này giá 1,1 triệu đây. Màu bông khi mà nó gộ lên nhìn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đó. Cái này cái bằng điệp hồng nha. Cây nào cũng vậy, từ cái thoát thân từ gốc lên tới trên cái tàn dù tàn tròn của nó là nó khoảng tầm 1m nha. Rồi cây số 21 1,1 triệu luôn ha, bao gồm phí ship luôn ha. Rồi cây số 22 cũng là cây điệp hồng luôn. Cái này cái tán nó hơi rộng nghe cô chú anh chị, cái này để đợt này nữa là nó ra rất là đẹp nha. Đây. Cái này chiều cao của nó là cũng 1,5 m luôn, ngang 90 ha, gốc 22, cái này 1,1 triệu nha cô chú anh chị. Cái này cũng từ cái chậu lên tới đây cũng tầm mét nha. Tới trên cái tàn dù này có cái chốc da này nha, nhưng mà này nó không có ảnh hưởng nha cô chú anh chị. Nếu mà nó ướt thì nó sợ, còn này nó khô luôn rồi, nó không gì hết à, nó chỉ chốc da nó khô lại rồi ha. Cây số 22 giá 1,1 triệu luôn ha, cây điệp hồng nha cô chú anh chị. Ủa, mấy cây kia qua đi. Cây 23 là cây cẩm thạch nha cô chú anh chị. Cây 23 em có một cặp 23 24 là một cặp cẩm thạch nha, cẩm thạch mini. Ở trong cái dĩa tàn rất là dày và đủ tàn nha cô chú anh chị, đang chuẩn bị cho bông. Đây. Cái này đòi những cái đọt này đang lên bông hết hoàn toàn luôn nha. Đó. Tất cả cái này là chuẩn bị là lên bông hết. À, khi nó lên bông nó sẽ đủ đặt bông luôn nha cô chú anh chị. Ở trong dĩa thuần chậu hết ha. Cây sống rất là khỏe, rất là sung cây. Cây này là chiều cao của nó là 65, ngang 60, gốc cái này là 16, cái này giá 650.000. 650.000 ha cô chú anh chị ha, cây cẩm thạch. Rồi cây 24 ha, cái này cao 65, ngang 60, gốc 16, cái này cũng 650.000 luôn. Đây là những cái đọt này là đang chuẩn bị bông hết nha. Đó, cái này nó lúc trước lên bông rồi nè ha. Còn này là đang búp búp nè, nè, cái này cũng như vậy nè nha. Đó, tất cả là nụ hết nha, nhưng mà nụ nhỏ đây, bên đây thì nụ nó hơi lớn hơn, dễ nhìn này nè ha. Đó. Nói chung là cái cây là bản năng của nó là khi mà nó già lá là nó sẽ ra bông thôi, thời gian thôi nghe cô chú anh chị. Thực ra thì còn khi mình quay trên live thì nó bông qua nó đẹp, nhưng mà về nó cũng sẽ rụng. Còn cái này về nhà thì mình chăm lại nó sẽ ra từ đầu ha, nhưng mà này rất là dễ bông. Cây số 24 cũng giá 650.000 luôn ha. Cây 25 nha cô chú anh chị, cây 25 là cây cam lửa ha. Cây này nó không còn hết phân luôn rồi nghe cô chú anh chị. Cây này chiều cao của nó là 70, ngang là 1m, gốc này là 24, cái này giá 500.000 nha cô chú anh chị. 500.000 về mình chăm sóc lại đây. Cô chú anh chị thấy cái sức sống nó rất là mạnh đây. Trên đây nó đâm tược, thật ra là cái này nó đã hết phân rồi, không còn dinh dưỡng nhiều nữa. Nhưng cái này là cây sống bao khỏe luôn. Tại vì khi ship nó sẽ để nguyên chậu này, nhưng mà về mình chịu khó mình thay cái chậu, thay phân thêm thì cây nó sẽ đẹp lại ha. 500.000. Rồi xuống cây ha. Rồi tới cây tím lửa nè. Ồ, cái này là rễ ăn tới dưới nha cô chú anh chị, cho nên là cái chậu nó không có dưỡng hung ha. Đây. Em sẽ dịnh về cho cô chú anh chị mình xem. Đây gốc nói cái đế trước, đế nó rất là đặc nha cô chú anh chị. Gốc rễ đẹp ha. Đây. Đó. Rễ đặc luôn nha. Đang cho bông. Đây. Cái này mà khi mà nó ra gộ cái rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi cây này chiều cao của nó là 80, ngang là 1m ha, gốc cái này là 21, cái này giá 700.000. Đây nha cô chú anh chị. Tại vì cái rễ nó ăn xuống tới dưới kia cho nên là để nó không vững. À, về mình có thể là mình thay chậu, đang cho bông hết ha. Rồi cái này 700.000 nha. Rồi cây 27, cây này là cây clip luôn ha. Cũng là cây tím lửa luôn nha. Cái này cũng đang cho bông nha, đang chuẩn bị ra bông hết. Cây này chiều cao của nó là 70, ngang 95, gốc cái này là 26, cái này giá 600.000. 600.000 cho cây tím lửa này nha cô chú anh chị. Rồi cây 27 là cây tím lửa ha, là cây clip của bên em luôn ha. Cái này giá là 600.000 bao ship ha. Rồi để em đọc lại số điện thoại để cô chú anh chị mình dễ theo dõi ha. Rồi cái số điện thoại em là 0907214139 nha, đó cũng là số Zalo. Cô chú anh chị nào Zalo thì cứ gọi trực tiếp qua số điện thoại đó hoặc là nhắn tin qua số Zalo. Dạ, em kính chào cô chú anh chị ha. Dạ.